Động tác thứ nhất, chân trái trước nha các chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ ba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ tư, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ năm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ sáu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ bảy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và thêm nửa động tác nữa, 1, 2, 3, 4. Động tác thứ 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hết. Rồi, bây giờ em quay lưng lại nhé. Rồi, động tác thứ nhất ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ ba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ tư, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ năm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và thêm nửa động tác nữa, 1, 2, 3, 4. Động tác thứ 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hết. Vậy là có 12 động tác rưỡi. Em chúc các chị thành công nhé.